quên gì ta, quên gì, quay lại anh lấy một cái túi. Hồi nãy anh thả cái túi khi mà anh kéo cái sợi dây xuống đó, anh thả túi quay lại. Rồi anh ôm cái hộp đi về. Và khả năng anh đang lấy một cái mẫu gì đó ở dưới dòng sông này để về nghiên cứu đây mọi người. Đó, anh xách về rồi. Đó, anh mang đi về đó. Từ đây lại xuất hiện một người đàn ông đang cầm một thùng sơn gì đây. À, anh này chú đang sơn cái gì đây này, chắc là đang sửa sang lại cái con tàu này quá. Đó đó là sơn sửa gì đó, đúng không? Chú này chú đang sơn lại con tàu đó, anh lăn con tàu đó. Mặc áo xanh lá cây. Rồi, vậy là cái người thanh niên kia đã lên bờ rồi. Thì mình không hiểu là cái hành động đó là hành động gì của anh ấy. Tại vì mình thấy anh làm khá là lâu. Sau đó anh và một người đàn ông kia thì đã lên bờ và đi một cái hộp khá là chắc chắn và được đóng cẩn thận. Cho nên là thực sự thì mình không biết là anh ấy làm gì đó. Thì thấy hành động lạ của anh trên một con tàu như vậy thì mình quay lại cho mọi người cùng xem và biết. Mình xin tạm dừng clip tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong clip theo. Các bạn nhớ đăng ký và ủng hộ kênh Bến Đò giúp mình nha mọi người. Kênh ra đây, đây là mình thấy anh rồi, anh đang đi trên bờ kênh nha mọi người. Đây, đây anh xách cái hộp này mọi người, chuẩn bị chào mọi người thì lại anh lại xuất hiện đây. Đây hai người ha, đó cái anh đang ôm hộp các bạn. Hộp này các bạn khá là nặng nha mọi người. Đó, còn cái anh trai kia một cái người đang đi theo để xách cái xô và hai cái phi nhựa này. Đó, và cái anh này đây. À, khả năng anh sẽ thả cái gì đây nữa đây quá. Xem. Anh kia thì anh đứng anh đang lấy mấy hình cho anh chụp. Lấy đầu tiên anh quăng một cái xô nước xuống và anh đang múc nước lên. Múc nước ở cái dòng sông này lên đổ vào trong cái can này. Sao cái anh kia anh không phụ anh đứng chụp hình ta? Đấy, các bạn thấy anh đang đổ nước cho cái can đấy mọi người. Anh lại tiếp tục mở cái thùng nữa ra làm gì đây. Mình nghĩ là anh lấy các cái mẫu bùn mọi người ơi, bây giờ mình mới thấy này. Đó, anh đưa các mẫu bùn vào trong cái bịch và bây giờ cái sợi dây đó lại được móc ra. Đây các bạn thấy cái dụng cụ này các bạn. Nó giống như hai cái ngàm của máy xúc đó các bạn, cái máy xúc mà hay xúc cát là cẩu lên cho các cái xe tải đó. Đó nó sẽ đây. Đó các bạn thấy anh đang đó đó có mấy cái bịch mà mẫu bùn này. Anh kia cầm cái xô lên này đi đâu. Rồi vậy là mình đã có câu trả lời là hai cái người này là đi lấy bùn về làm mẫu để thí nghiệm hoặc là để tìm hiểu cái gì đó về môi trường của cái dòng sông này, và họ lại tiếp tục xách cái thùng bùn này đi về phía ngược lại về hướng cái con tàu. Rồi họ đã record rồi, như vậy là mình đã có cái câu trả lời là anh này anh quăng cái dây và cái
cái vật lạ xuống cái chỗ này lúc nãy ấy, là anh lấy bùn, lấy mẫu bùn về để nghiên cứu. Giờ mình xin tạm dừng clip ở đây ha mọi người, nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.